Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi có một cái phiên tòa vừa mới ra, và trong cái phiên tòa thì nó lại có phát sinh như thế này quý vị và các bạn. Khi mà tòa chia cái tài sản thì tòa lại không để ý tới cái phần mà mái hiên dôi qua bên phía bên kia, người ta gọi là ô văn, để dẫn đến trường hợp là tòa án là chia theo thừa kế, mà chia nếu như mình theo quy định của bộ luật dân sự thì nếu quyền sử dụng đất này thì tính từ xuống vào xuống lòng đất và lên trên cả không không gian. Cho nên nếu như trong trường hợp tòa án lấy cái cơ sở pháp lý là chia, tôi giả sử thí dụ như từ đoạn này tới đoạn này là 100 mét, mà nếu như trong trường hợp mà vướng cái công trình phụ của người ta, ví dụ như bây giờ ở phía dưới không không có gọi là không có, vẫn là bình thường, tuy nhiên là ở trên lầu 3 thì lại có một cái ban công chẳng hạn, thì tại thời điểm người ta xây đó quý vị, thì đất chưa tranh chấp, và có lẽ là cái nhà hàng xóm họ, hoặc là trong cái vụ kiện chia thừa kế thì đất rộng, tuy nhiên rằng sau này khi chia thừa kế thì lại phát sinh cái điều đó, dẫn đến cái việc mà bản án của tòa nó không có tính chất thuyết phục. Hôm nay thông qua cái video này thì tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn lý do phải xem xét thẩm định nhà và đất. Thưa quý vị và các bạn, thông thường thì khi mà tranh chấp một cái bất động sản thì tòa sẽ tiến hành đo vẽ. Đo vẽ tôi nói rất là nhiều lần lý do tại sao phải đo vẽ. Hôm nay tôi nói về xem xét thẩm định giá. Xem xét với quý vị và các bạn, khi một cái ông A nào đó ổng kiện, đây quý vị và các bạn, ổng kiện một cục đất có diện tích là 100 mét vuông, thì ổng bảo là muốn chia thừa kế ra làm hai. Thì nếu như trong trường hợp mà tòa án xuống, tòa án chia cái phần mà nó vướng vào những cái nhà gọi là bất động sản, thì dẫn đến cái việc là sẽ đập cái nhà đó, và tòa sẽ chia theo cái định hướng như thế nào để giảm bớt những cái thiệt hại. Xem xét để gì? Xem xét xuống để xem trên đất này có căn nhà cấp 4, có một cái gọi là có bao nhiêu cây điều, có bao nhiêu cây tầm vong, có bao nhiêu cây ăn quả, bao nhiêu cây cao su. Tôi nhớ có lần xuống xem xét thẩm định giá ở Bình Dương, bắt đầu đếm cây cao su, thì cây cao su 5 tuổi thì đếm trả trả một hồi, đếm một tí nữa cả thư ký, luật sư và hội đồng xét xử rối luôn vì khó đếm, nhưng cuối cùng cũng phải rút được con số và cái sự chấp thuận của đương sự ký vào văn bản. Xem xét để đưa biết được trên cái đất, ngoài cái nhà, ngoài cái công trình phụ như là những cái công phụ như là những cái chuồng bò, những cái gọi là những cái chòi, những cái quán ở phía trên, để khi xét xử, ví dụ như là cái phần trái nhà có diện tích là bao nhiêu, cái phần sân gạch tàu có diện tích là bao nhiêu, cái phần sân xi măng có diện tích là bao nhiêu, cái phần chuồng heo có diện tích là bao nhiêu. Quý vị và các bạn biết không, nếu như trong trường hợp một cái diện tích như thế này là 100 mét, tôi lấy đơn giản như chia thừa kế dễ, thì trong quá trình cái người bị đơn họ đang trực tiếp quản lý hoặc sử dụng, trên đất có những cái công trình phụ như là chuồng heo, trái nhà, ở những cái đó thì thiếu, trong trường hợp tòa án chia lấy đất thì buộc phía bên người thừa kế đó phải thanh toán lại những cái phần giá trị hoặc là di dời, quý vị và các bạn ạ. Để tránh những cái trường hợp mà giống như tôi có những cái vụ kiện là cái khoảng không ở phía trên nó bị dời ra ở phía ngoài do cái ban công,
Thì khi mà nếu như trong trường hợp mà bản án mà tuyên, nếu tính từ chân lên trên trên thì rõ ràng nó sẽ vướng, nó sẽ vướng cái ban công của nhà liền kề. Ban công nếu như trong trường hợp chia như vậy nó sẽ không có mang tính thuyết phục, không mang tính tòa, tính nghiêm minh. Thẩm định tại chỗ là mình sẽ xem lại toàn bộ cái giá trị của, ví dụ như bây giờ cái căn nhà nếu bình thường thì người ta sẽ xây nhà với giá là 500 triệu. Bây giờ thẩm định cái giá trị của cái căn nhà này, bây giờ nó đã xây hơn 10 năm rồi, khấu hao tài sản cố định và tiến đến là sẽ xem coi là bao nhiêu, còn lại bao nhiêu phần trăm, tính luôn quý vị và các bạn, tính luôn ví dụ như cái nhà này với giá quyền sử dụng đất thẩm định là 1 triệu một mét vuông đi, thì cái nhà này, nhà cấp 2, cấp 3, cấp 4 thì trên có những cái công trình phụ và công trình này đã được khấu hao qua bao nhiêu năm rồi. Thì cái thẩm định này gồm có, nếu như trong trường hợp có một cái công ty thẩm định thì tốt quá, họ có những cái điều kiện theo quy định của pháp luật, họ định giá cái thẩm định nó tốt hơn. Còn nếu như trong trường hợp như bình thường ở quê tôi là vùng Củ Chi thì sẽ có một cái mời một cái vị phòng tài chính và phòng kế hoạch để thẩm định cái giá trị tài sản còn lại. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái video để hướng dẫn cho quý vị và các bạn hiểu thêm thế nào là xem xét giá trị tài sản tranh chấp, thế nào là thẩm định giá trị tài sản tranh chấp, để khi coi phán quyết của tòa án sẽ mang tính thuyết phục. Tôi còn nhớ có một cái vụ của tôi cũng không lâu, thì trên đất có rất là nhiều cây cao su. Thì khi sơ thẩm xử rồi, lên phúc thẩm thì cái ông bị đơn ông bảo rằng: tòa ơi, cây cao su của tôi là hôm nay là 6-7 tuổi rồi, khai thác rồi. Nếu như mà tòa chia như vậy thì nó sẽ thiệt hại đến cái quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Cây cao su của tôi có thể lấy mũ được rồi. Và để đảm bảo cho hai cấp xét xử thì tòa án buộc phòng phải hủy án. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ có những vụ án cũng đã kéo dài 10 năm, xử đi xử lại vì những cái chuyện nó không có quá lớn. Và cái nó chỉ đơn thuần về mặt tố tụng, về mặt thiếu một cái chi tiết, thiếu người tham gia tố tụng, thiếu cái ghi nhận cái công sức của cái người quản lý sử dụng và thanh toán những cái chi phí cho cái người nếu trong trường hợp tòa án tuyên buộc họ phải giao nhà, giao đất. Trên đây là những cái xem xét thẩm định tại chỗ trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Vui lắm quý vị và các bạn, cứ mỗi lần vào mỗi buổi sáng thì tôi cố gắng tiếp hai khách, hai người đến trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Và dĩ nhiên các quý khách cũng sẽ có một cái điểm dừng, vì nếu như trong trường hợp tôi chỉ có thể tư vấn mỗi ngày hai khách mà thôi, nếu trong trường hợp đó là cái vụ việc đơn giản thì tôi sẽ nói nhanh và rất là rõ cho họ. Dĩ nhiên cái việc mà quý khách trong chương trình Dân ta phải biết luật ta phải biết mô tả cho luật sư rằng trong trường hợp này sẽ như thế nào, và luật sư sẽ cố gắng đưa cái thông tin này đến cho trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, chắc chắn là sẽ mã hóa những cái thông tin rất là về tên, về tuổi, về nghề nghiệp, về năm sinh, về thu nhập, về tất tần tật những cái gọi là bí mật thông tin cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân ta phải biết luật ta. Hy vọng là chương trình của luật sư Thu Đoàn trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta lan tỏa đến cho mọi người, để hơn 90 triệu người dân Việt Nam đều biết luật. Xin trân trọng cảm ơn.